xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình thì trong video các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất và các phiên bản mới nhất từ cái app Atheen Network các bạn nhé đây app này thì bạn nào mà chưa từng biết về Atheen Network hoặc là các bạn đang khai thác game tức là cái đồng game ở trên uh, À thì các cuộc này thì cái bạn hãy lập tức đi vào trong mô tả video đi các bạn. Thì nó sẽ hiện lên một cái phiên bản gọi là mới nhất ha và các bạn cần phải cập nhật nha và lúc này các bạn hãy bấm vào chữ cập nhật giúp mình đi các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn hãy chọn cửa hàng Google Play ha hoặc là App Store các bạn nhé để các bạn cập nhật cho mình nhé bấm cập nhật đi các bạn và chờ đợi cho nó cập nhật nha. Thì trong quá trình chờ đợi cập nhật mình sẽ cho các bạn biết những thông tin mới nhất của nó các bạn. Đây là thông tin nó được đăng trên trang chính thức của nó nè. Trên cái nhóm chính thức á. Đây nè các bạn. Nhóm chính thức của Athena Network nha. Đây nè. cái này là cái nhóm kênh nhóm của nó để nó nó chat. Để cho các bạn xem mới được. Đây. Ha. À. Đây là thông tin mới nhất của nó này. Mình đã dịch ra rồi các bạn, dịch ra rồi ha. Cho nên là chúng ta cùng 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 xem đây. Xin chào các thợ mỏ Athin. Mã thông báo Lion được phát hành và có sẵn trên ứng dụng Athin. Vui lòng cập nhật ứng dụng của bạn ngay bây giờ và đi tới phần ví để kiểm tra. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Athin Founders đã gọi vốn thành công cho anh là 3 triệu đô la từ các nhà đầu tư lớn. Ghê vậy. Có nghĩa là nó đang sử dụng cho cái, cái, cái token Lion này á, là 3 triệu đô. Đã gọi được vốn nha. Hãy sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo khi chúng tôi chuẩn bị gọi vốn cho vòng public trước khi niêm yết Lion trên các sàn giao dịch. Và đối với tất cả những người khai thác ngoài kia, hãy sẵn sàng nhận mã thông báo Lion với tỷ lệ 1 game bằng 50 Lion vào đầu tháng tới tức là đầu tháng 3 đó các bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật, tin tức liên quan vòng thiên thần, AT Network Smart, Apple Swap.ai, ra mắt token vua của các meme quà tặng là 2 triệu AB từ Athen Foundation. Athen Gaming rút USDT khỏi ứng dụng sẽ được phát hành trong tháng này, quá tuyệt vời các bạn. Có nghĩa là các bạn có thể hình như là chắc có lẽ là đổi luôn á, swap sang luôn, đổi rút luôn các bạn dự đoán Athens sẽ ra mắt trong tuần này. Kế hoạch ngắn hạn của Athens trong năm 2024 để biết thêm chi tiết. Đó. Thì cái này là cái phần kênh thông tin của nó thôi. Như vậy các bạn thấy quá tuyệt vời đúng không? Rồi chúng ta thấy nè. Chúng ta khi mà chúng ta cài đặt xong chúng ta sẽ mở nha. Thì có nhiều người nói rằng là cái app Athens Network này là của Việt Nam. Thì không biết có đúng hay không. Nhưng thôi kệ các bạn. Nói chung là chúng ta kiếm tiền lên đây thì cái nào cũng được ha. Sau khi mà các bạn cập nhật xong á. Thì các bạn nhớ bấm một chỗ này cho mình nha. Nó xanh lên nè điểm danh các bạn nha mình cứ quên điểm danh cái, cái cái tài khoản này riết mà cuối cùng là nó 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 không có tăng số ngày lên nè à. nó không có tăng số ngày lên các bạn đầu chậm nha mà các bạn bấm liên tục ngày nào cũng bấm sau 7 giờ sáng á, thì nó sẽ giúp đỡ cho các bạn là tăng tốc độ đào cao lắm là cái cấp độ mà tăng nè, dù ở đâu cấp cấp độ 7 nè cấp cấp độ nó càng lớn thì đào càng nhiều nha rồi sau đó các bạn nhớ vô đây nè nhớ vô cái nút giữa giữa là khai thác này rồi các bạn bấm vào cái nút nhận cho mình á. Vì sao? Vì các bạn đã khai thác được 32. Nếu các bạn không nhận nó sẽ không có tiếp tục đào được cho các bạn đâu. Ha, cho nên là các bạn nhận. Rồi, các bạn hãy vào ví nè để chúng ta xem cái con lay anh nè. Đó thì các bạn thấy nó xuất hiện cái lay anh này đây là một con nó gọi là vua của me me thì hay kệ đó các bạn nó kêu gì nó kêu kệ đó. Tuy nhiên á, là thấy nó xuất hiện như thế này ha. Thì các bạn kích vô các bạn không thấy nó bằng không, có nghĩa là nó sẽ chuẩn bị bạn bán cái vòng resell. Ha, hoặc là các bạn đổi game ra Lion anh là một game tương đương với lại là 50 mươi anh nha game là cái đồng mà các bạn đang khai thác đấy đó còn cái ATH thì vừa rồi nó đổi ra là cứ khoảng 20 game thì bằng một ATH ha. Đó. Và nó sẽ phát hành cái phần rút tiền các bạn. Tức là rút ra USD không biết là như thế nào. Thì mình sẽ chờ xem các bạn như thế nào nhé Cho nên là cái app này á. có khả năng là chúng ta kiếm tiền trước khi nó mainnet luôn. Chính vì vậy cho nên là các bạn đừng bỏ qua nha rồi ngoài ra thì các bạn hãy vô đây nè vô đây sau khi mà các bạn làm bấm hai cái nút đó rồi các bạn vô đây làm nhiệm vụ nữa ha các bạn bấm vô đây bấm vô đây nè bấm vô đây để xem là có nhiệm vụ gì không cái nút nào sáng, sáng lên các bạn bấm vô cho mình nha thì đây không có có các bạn bấm vô đó rồi rồi còn một điều đó các bạn đó chính là khi mà các bạn chưa được KYC chẳng hạn các bạn bấm vô đây nè đối với những tài khoản khó KYC các bạn không qua được thì nó hôm nay nó mở ra cái gói premium các bạn đây là mình đã tài đây là mình đã xác minh rồi ha xác minh rồi còn những cái tài khoản nào mà không có xác minh được á thì sẽ có premium các bạn thì các bạn vô cái chỗ chủ giữa này nè cái nút giữa nào các bạn sẽ thấy nha rồi các bạn sẽ thấy là gì tăng thêm 300% booster đó các bạn kích vô thì nó sẽ ra ra cái này ha rồi đây là tài khoản đã KYC rồi cho nên là mình không có quan tâm tới cái cái review này nhưng đối với những tài khoản không KYC thì mình sẽ quan tâm tới review này cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn tăng nâng cấp cái gói này lên và chúng ta sẽ như là cái gói như là những tài khoản đã KYC các bạn nhé thì mình sẽ chuyển qua tài khoản khác cho các bạn nha rồi các bạn bây giờ mình sẽ mở cái tài khoản là Athin lên á mà tài khoản này chưa được KYC ha mình sẽ mở lên các bạn và mình sẽ nâng cấp lên gói Remedium cho Remedium cho các bạn xem nha Rồi mình tắt nè Rồi mình vô đây nè Các bạn thấy không Tài khoản này chưa được xác minh KYC nè Nói chung là xác minh hoài không được Cho nên là bây giờ là muốn mà sử dụng được cái đồng ATH trong đây hoặc là game á Đồng game á các bạn thì phải nâng cấp Đúng không Thì nó hiện cái chữ nâng cấp luôn nè Và các bạn khi các bạn nâng cấp á Thì các bạn biết rằng là cái tốc độ đào của các bạn nó phải tăng lên được 300% các bạn ngon chứ đúng không nó cũng được nói chung là cái app này nó kiếm tiền được rồi cho nên là chơi thôi ha bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh nâng cấp cho các bạn xem nè mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ bấm cái chữ nâng cấp ở đây ha bấm nâng cấp các bạn thì chắc chắn nó sẽ ra cái trang web để chúng ta nâng cấp lên cái trang lên cái mức độ premium ha ta xem là chào mừng bạn đến với Athene Network vui lòng kết nối ví của bạn để mua gói premium chỉ với 3 đô bạn sẽ nhận được những quyền lợi hấp dẫn. Không cần KYC tận hưởng giao dịch chuyển đổi coi giữa các tài khoản mà không gặp rắc rối. Nạp ATH vào Athene Gaming và Athene Prediction, đắm chìm vào thế giới game như chưa từng có, tăng tốc độ khai thác lên 300% trên app Athene và nhiều quyền lợi đặc biệt khác để nâng cao trải nghiệm của bạn. Đó. Đối với mỗi người dùng mà bạn giới thiệu khi mua gói premium, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu hấp dẫn F1 là 1 đô la trên 1 rep F2 là 0,5 đô la trên 1 rep Đó Rồi chúng ta tiếp tục nè Làm thế nào để mua nè Kết nối ví của bạn bằng cách nhấp vào nút kết nối ví Hai là chuyển sang mạng Binance Smart Chain BEP20 Ba là nhập tài khoản Athin của bạn Email của bạn đấy Rồi nhấp vào nút mua premium và xác nhận giao dịch Hệ thống sẽ tự động xử lý các giao dịch Và cập nhật gói premium cho tài khoản của bạn Đó được chưa? Rồi bây giờ á Chúng ta phải biết được cái email chúng ta là cái gì các bạn nhé ha Phải biết nha Rồi nếu như các bạn không nhớ email của mình á Thì các bạn hãy vô vào cái từ là không tin tài khoản nè Các bạn xem nha các bạn sẽ thấy được email và các bạn đăng ký các bạn nhé Rồi bây giờ chúng ta bấm vào nâng cấp đi ha cho nó trở lại luôn Rồi bấm vào Bấm vào đâu Kết nối ví các bạn nhé Kết nối ví nè cái này trên cái ví metamask này các bạn ha thì các bạn kích vô đường link đây đó, các bạn lấy cái này các bạn bấm vô cái này nè để nó sửa ha thì các bạn thấy cái đường link này các bạn xóa hết cho mình luôn cái chữ v đi các bạn lấy cái dòng này thôi ha lấy cái đúng cái dòng thôi các bạn chép yep. rồi các bạn mở cái ví metamask lên các bạn đi vào đây cho mình nè cái 500 á rồi các bạn dán cái đường link vào đây ha dán đường link vào đây nè các bạn cái chỗ này nè kích vô đây rồi các bạn dán cái đường lên vô ha dán vô các bạn enter ở trên bàn phím của điện thoại các bạn nhé để cho nó sẽ chuyển sang cái trang web này rồi thì tự động nó sẽ hiện lên cái chữ kết nối rồi à. đó thấy chưa thì các bạn bấm vào kết nối giúp mình nha đã được kết nối và đang hoạt động các bạn ha đó như vậy thôi xong rồi bắt đầu bây giờ bây giờ là chúng ta ở đây nó nói là các bạn hãy uh, bắt đầu thực hiện là kết nối nè kết nối nè kết nối là metamask nè đó các bạn thấy nó nó hiện ra cái gì cái địa chỉ của cái ví là ok đó được chưa rồi bây giờ á, uh, các bạn là các bạn uh, bấm bấm cái địa chỉ các bạn đã từng đăng ký ha à, đăng ký cái này thì các bạn bỏ cái này đi các bạn sẽ vô đây ha các bạn sẽ thấy được cái tài, cái email của các bạn nha thì đây mình sử dụng cái email mà mình đã đăng ký tài khoản này tại đây này cái này của của Red các bạn không phải của mình chấm com ha được chưa kiểm tra thật đúng cái địa chỉ nha rồi bấm mua bấm mua các bạn mua rồi nó đó là còn phim ba đô ha còn phim uh, ba đô ha bấm bài luôn để xem nó hỏi cái gì nữa mình mới làm tiếp được các bạn ha bấm bài luôn rồi hạn mức tối đa là sử dụng đề xuất của trang web đó là ba đô ha có nghĩa là nó sẽ mua với usdt các bạn mà mình không có usdt ha vì sao vì cái ví của mình nó không đủ các bạn ha nó không đủ tiền nè quay trở lại là từ chối nè cancel đi ha à, mình mình sẽ quay lại cái phần ví nè thì ở đây mình có một phết 24 đô thôi các bạn của BNB thôi mà mình không có cái này rồi bây giờ mình sẽ nạp vô nạp vô đây ha, à, nạp vô đây thì mình sẽ quay ra mình sẽ mở cái sàn Remitano lên tại Remitano của mình có 4 đô có 4 đô nha Rồi các bạn xem nè, trong cái tài khoản Remitano của mình là có 4 đô nè. Nói chung là mình chuẩn bị sẵn các bạn 4 đô nhé, 4 đô. Thì à, bây giờ mình nạp vô thì mình sẽ mất là, nói chung là một đô đó các bạn ha, mất nạp vô là mất một đô cho nên là mình, à, thì các bạn nạp vô thì các bạn bấm rút tiền thôi. À, bấm rút ha, chép địa chỉ kia gửi qua thì mất một đô phí à, coi như là các bạn nạp 3 đô nhưng mà thực chất mua 3 đô mà mất 4 đô một đô phí nữa cho nên là mình sẽ sử dụng thành BNB các bạn để mình sẽ sử dụng việc khác cho nên là mình sẽ swap cái số đô này ra thành BNB ha còn bạn bạn cứ gửi qua là bình thường thôi còn mình thì mình làm như vậy để mình tận dụng thôi mình chọn ở đây là USDT nha USDT nha còn ở dưới là mình chọn BNB để mình sử dụng cái phần phí ha mình chọn là BNB nha rồi, mình sẽ chọn mắt ha. Là 4 đô rồi mình swap các bạn nhé, mình mua để mình mua BNB xác nhận. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu rút BNB về cái ví MetaMask à, nha. Các bạn để ý mình làm nè. Các bạn không cần bắt trước mình đâu, các bạn nạp USDT thôi, phí mất một đô ha. Rồi mình chọn vô ví BNB nha. ví của Remitano, sau đó mình xem nè, cái BNB của mình đâu. Mình chọn cái bằng không đi, Đây cái BNB của mình là như này ha Là 3.99 nè Bây giờ mình sẽ bấm rút Được chưa mình chọn uh, gửi qua mạng crypto nha Rồi Bây giờ uh, mình sẽ quay qua cái ví uh, Metamask này Bây giờ mình sẽ copy cái ví này nè còn không các bạn chọn BNB ở đây cũng được cái ví vào nè họ bấm copy ở đây nè Đã sao chép uh, địa chỉ uh, rồi quay ra các bạn phải xem ở đây là mạng mạng BNB Smart Chain nha nó phải nhớ cái mạng đó đó rồi các bạn gửi vào đây các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây ha à, rồi các bạn chọn đây là nó ra luôn là BNB Smart Chain nè bé 20 nè các bạn gõ vô đâu mắt luôn chọn mắt luôn đó rồi bấm gửi đi các bạn kiểm tra kỹ nha rồi kiểm tra kỹ rồi phí của nó là như đây là nó rẻ lắm phí nó, nó gửi rẻ hơn là số lượng rút tối thiểu là 0.02 các bạn ơi 0.02 à rồi tính già quá non rồi 0.02 0.02 rồi các bạn các bạn nạp thêm vô cái cái này đi các bạn các bạn nạp thêm vô cái remitano nè ha nạp thêm vô rồi cách nạp tiền như thế nào từ thẻ ngân hàng các bạn chọn đây nè vndr các bạn bấm nạp ha, bấm nạp cho mình nhé rồi sau đó ví dụ các bạn nạp 100 200 000 đi ví dụ như vậy 200 000 các bạn gọi 200 000 bạn bấm đằng sau ha đó rồi các bạn sử dụng ngân hàng nào ví dụ các bạn sử dụng là Vietcombank thì các bạn chọn Vietcombank rồi các bạn bấm tiếp tục ha Bấm tiếp tục Được chưa Bấm tiếp tục Đến khi nào mà nó ra cái bước gọi là có cái mã vạch đó Các bạn quyết cái mã vạch đó Các bạn gửi tiền cho cái người cái cái mã vạch đó Xong rồi đó xì một chút nữa thì tiền nó có nằm ở đây Tiền nó sẽ nằm ở đây các bạn Rồi sau đó thì các bạn swap từ cái đồng tiền Việt Nam này sang cái đồng tiền USD Các bạn gửi đi nha các bạn nhé rồi tạm thời mình ngưng để mình 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 nạp thêm mình swap ha Rồi bây giờ mình đủ rồi mình sẽ làm lại nha. Mình bấm uh, câu dưới cái này mình có bi cái về địa chỉ ví ha. Mình sẽ quay ra qua đây. Mình sẽ bấm vào cái chữ là rút bnb các bạn nhé. Rút ha. rút. Rồi rút gửi qua mạng crypto các bạn. Đây là mỗi lần mà làm cái việc mà chuyển tới chuyển lui nó mệt lắm các bạn nhưng mà phải chịu thôi. Huh. Rồi tự nó ra mạng luôn rồi mình cứ rút mắt luôn ha. Mình rút mắt luôn. Rút mắt luôn rồi bấm gửi các bạn nha. Các bạn nhớ kiểm tra là đủ đầy đủ nha. Đủ đủ nha, rồi bấm gửi luôn. Rồi, nó kêu một lần nữa các bạn kiểm tra đó, hai 20 nha. Không có trong hai rồi, rút tiền luôn. Thì chắc chắn mình sẽ có BNB ở trong ví nha. Rồi, có người có mã thi nha. À, cái mã F2 2FA các bạn nhé. Thì mình sẽ mở lên. Đây mình có sử dụng mã HFA nói chung là tạo tài khoản Remetano là các bạn phải biết nha các bạn không biết mệt lắm rồi bấm xác nhận ha bấm xác nhận đó thao tác đã được xác nhận thành công nha thì bắt đầu chúng ta chờ nó đang lên lịch để nó gửi qua bên cái ví các bạn nha rồi tạm thời mình ngưng cho các bạn nha chờ nó qua cái đã Rồi sau khi mà các bạn qua một một vài giây các bạn thấy sẽ vô là chính đồ máy đúng chưa? Mà BNB các bạn nó không có là USDT nha. Đó. Thì các bạn thấy không? Đối với các bạn nào nên chuyển sang USDT nó dễ hơn còn mình chỉ dụng BNB để mình sử dụng việc khác các bạn cho nên là mình sẽ vô cái trang là Pancake Swap ha. Pancake Swap các bạn, mình thêm một cái trang nữa. Đây nè, mình thêm cái trang nè. Mình bấm vô cái nút giữa cái vô cộng nè. Đến chi? mình tham mà hay mình vô cái trang ban cây swap mình swap ban ban cây swap ha cái, cái, cái sàn ở ban cây swap đó, các bạn mình sẽ swap sang đây nè cái này là các bạn mình swap uh, qua ba đô nha swap từ uh, bnb sang uh, usdt ba đô nha Họ ra cái trang đúng cái trang bên cây quá các bạn nha Đúng trang mới được Rồi Rồi sau đó chúng ta bấm connect nè Bấm connect nha Bấm connect ví các bạn Rồi Chọn là Metamask các bạn Rồi bấm kết nối nha Rồi Sau đó chúng ta hãy bấm vào cái vừa gọi là, là Star Đây là các bạn phải chọn đúng mạng nè Mạng là bnb Chain nha đúng rồi đó rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm đầu bấm uh, tray các bạn à, tray nè bấm tray ha rồi tray nào các bạn ha rồi chỗ này nè các bạn chọn uh, bnb cho mình bnb nha bnb bnb còn ở dưới các bạn chọn là usdt cho mình đây, chọn USDT nè được chưa rồi các bạn muốn bao nhiêu các bạn muốn gõ 3 đô đây đúng không 3 đô đây thôi có chuyển 5 đô luôn 4, 6 đô luôn đi 7 đô luôn đi 7 đô luôn đó tại vì mình có 9 đô mấy mà mình chọn là 7 đô nha 7 đô đó, mình sẽ chọn 7 đô mình bấm xuất báo các bạn bấm swap nè rồi còn phim swap nha accept Rồi còn phim swap các bạn Còn phim swap nha Rồi Rồi nó đang xịt quá các bạn xịt quá mình sẽ tốn một ít phí các bạn nha Một ít phí rồi mình bấm xác nhận luôn Nói chung nó ra xác nhận bấm xác nhận hết Chờ một chút các bạn nhé, Chờ một chút cho nó xong các bạn nha Rồi sau khi mà các bạn thấy là nó xong rồi Các bạn bấm vào add to wallet luôn Rồi thêm thúc canh luôn 7 đô nha Rồi à, đã nhập ha Rồi xong các bạn quay ra ví nè Rồi các bạn quay ra quý cho mình Rồi các bạn sẽ thấy đây 7 đô 2 đúng không 7 đô 2 Rồi các bạn quay ra trở lại đây cho mình nữa nè Tắt cái này đi Và các bạn bấm vô đây Nó có hai trang web này mình bấm vô đây ha, à, Mình chọn cái bàn trên nè Bấm vô đây Rồi các bạn sẽ bấm các bạn sẽ điền cái email lại nha nó do mình mua chậm đó, nó 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 bị lấy rồi điền lại email đó các bạn kiểm tra email thật đúng nha kiều vương 06 2015 rồi ca gmail com rồi thì bấm bấm bay thì mua các bạn sau khi các bạn điền email rồi các bạn bấm buy premium. Rồi, bấm buy các bạn ha. Mất ba đô nha. Rồi. Thì ở đây nó sẽ ra như thế này. Và chúng ta có 7 đô ha. Và cho nó nó sẽ lấy chúng mình là tối đa ba đô nha. Rồi bấm tiếp các bạn. Rồi, nó mất một chút phí BNB cho nên là trong ví của các bạn phải có BNB các bạn nha, phải có phí ga. Rồi bấm chấp nhận nha cho nên là mình tại sao mình để là 1.9 đô, đô BNB đấy. Là như vậy đó các bạn ha đã gửi giao dịch nha đang chờ đang chờ đã gửi giao dịch các bạn đi yên nhé rồi bấm xác nhận luôn gì mà tùm lum gửi hoài rồi update thành công sẽ full nha được chưa các bạn? Nó kêu là update thành công tài full nè. Đang nâng cấp cho bạn nha. Thì xem nè, nó 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 hiện thông báo nè. Mua gói thành công xin chúc mừng tài khoản của bạn đã được nâng cấp nè. Đó, à, nâng cấp thành công. cái okay. coi. Trở ra. Mình thoát ra nha, mình thoát ra rồi mình trở lại các bạn nhé. Rồi. Rồi vô đây nha, vô đây. Premium các bạn thấy chữ Premium là ok nha Rồi Premium là ok Bây giờ là tốc độ các bạn đã đào lên gấp 3 lần các bạn Đây 417 các bạn Hồi nãy là 117 các bạn Bây giờ là 417 rồi Đó, Tăng lên 300% các bạn nha Quá tuyệt vời ha Đó cho nên là các bạn hãy tranh thủ Nạp nha Ngoài ra các bạn cũng có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu rep Và hướng dẫn cho họ nạp Premium các bạn nha Thì khi mà cái xong các bạn thấy có hình cái lúa ở đây nè ha và khi các bạn đăng ký rồi các bạn nhớ vào trong đây các bạn quét cái mã giới thiệu giúp mình nha có cái qr code các bạn quét vô trên màn hình đó để lấy cái mã qr code các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video nếu như các bạn thắc mắc gì thì hãy bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video các bạn nha và hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi còn một điều nữa các bạn phải lưu ý nè phải quay ra cái trang metamask các bạn và các bạn ngắt kết nối đi nha ngắt kết nối nha phải ngắt kết nối chứ giờ bữa nó sẽ nhiều khi nó nguy hiểm cái trang web rút tiền các bạn á bởi vì các bạn đang connect cái ví mà các bạn phải ngắt cái ví cho mình ha à, mình sẽ chỉ các bạn cách ngắt ví nè rồi các bạn vô lại cái trong cái phần trình duyệt của cái 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 ví metamask nè ha à, các bạn kích vô đây ha à, các bạn kích vô cái trang web này ha rồi các bạn bấm vô đây cho mình nè bấm vô nó sổ xuống các bạn ha à, thì các bạn sẽ thấy là disconnect nha bấm disconnect cho mình được chưa? Bạn biết Connect có giúp mình rồi Các bạn đi vô đây Các bạn đi vô số 2 á Các bạn xóa ra cho mình luôn Xóa luôn ha Xóa luôn Đó Phải làm như vậy các bạn nha Nhớ là phải Đi Connect nha Không được để Connect đấy Nó sẽ có khả năng là rút tiền của mình đấy các bạn nha Rồi Cảm ơn các bạn Và hẹn các bạn lại video sau